Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không ngán ai, đại ca tham nhũng, quân thảo quanh giường ông Tổng. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2013 khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng đương nhiệm lúc đó. Thực chất ủy ban này là ủy ban bao che cho tham nhũng thì đúng hơn là chống tham nhũng. Bởi nhờ có chức này mà không ai có thể làm gì được đối với ông Dũng, mặc dù có rất nhiều dự án và nhiều chính sách dẫn tới tiêu cực, làm cho nền kinh tế của đất nước bị dính đòn nặng. Như vậy, liệu rằng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới thời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có đổi màu được hay không? Hay nó vẫn là cơ quan đầy rẫy tham nhũng và bao che cho tham nhũng như dưới thời ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có người cho rằng tham nhũng dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam là bất trị. Nếu không có tham nhũng thì các quan chức không thể trung thành với Đảng được. Nếu không có tham nhũng thì không thể trói buộc được công an phải con Đảng, con mình. Cho nên sẽ không có chuyện tham nhũng bị tiêu tan. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã mất hơn 10 năm để xây dựng hình ảnh một con người liêm khiết. Tuy nhiên, một số người cho rằng thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội, ông đã dính đến sai phạm khu dân cư tỷ đô Chipucha. Từ đó tới nay, thế lực của ông Trọng luôn mạnh lên chứ không hề giảm đi. Nên không một thế lực nào dám khui ra sai phạm này. Và cho đến nay thì lại càng không có ai dám đề cập đến nó. Hào quang về một ông Tổng Bí Thư trong sạch vì lập nên cái lò tống hàng loạt quan chức vào lửa. Hào quang này đã che lấp quá khứ tiêu cực của ông Tổng Bí Thư, thời ông là người đứng đầu thành phố, thủ đô của đất nước. Và cũng chính hào quang đó đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng bình tướng dưới quyền ông Trọng cũng trong sạch. Nhưng không có ai trong sạch cả, chỉ có người chưa bị lộ và người đã bị lộ mà thôi. Chỉ có người khéo che đậy và người che đậy vụng vẻ. Những người bị quẳng vào lò là những người hoặc không khéo che đậy, hoặc chọn phe không đúng. Tham nhũng đã có mặt ở ngay trong cơ quan chống tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Sáng ngày 19 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng cho tổ chức lễ sơ kết một năm phòng chống tham nhũng rất rình rang ngay tại trụ sở Trung ương Đảng. Đây là hội nghị trực tuyến tới 63 điểm đầu cầu trong cả nước dưới sự chủ trì của Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo báo cáo thì có đến 80 cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng bị dính vào tham nhũng. Điều đấy có nghĩa là tham nhũng không biết sợ ai, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chống tham nhũng, nhưng tham nhũng xâm nhập ngược trở lại cơ quan này rất sâu. Vậy thì ông Trọng mạnh hơn hay tham nhũng mạnh hơn đây? Câu trả lời rất rõ ràng rằng tham nhũng không ngán một ai, nó có thể tiến sát đến giường của Nguyễn Phú Trọng chứ chẳng ở đâu xa cả. Thừa nhận tham nhũng có sức mạnh vô đối. Cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng dùng cơ quan này để chống tham nhũng khác nào dùng bệnh để trị bệnh. Cho nên sẽ không thể nào diệt hết được tham nhũng dù ông Trọng có lập thành tích to lớn đến cỡ nào. Chẳng phải ông Nguyễn Xuân Hùng đã từng nói rằng bắt hết thì lấy ai làm việc, không ai hiểu Cộng sản cho bằng người Cộng sản. Có điều là họ có dám nói sự thật hay không mà thôi. Thực tế thì cơ quan thanh tra sờ đến ai thì người đó sẽ lòi ra sai phạm. Sờ đến cơ quan nào thì cơ quan đó dính sai phạm. Vậy nên không thể thanh tra hết cho được. Với việc bắt tham nhũng quẳng vào lò, các quan chức không ở trong vùng cấm mới sợ. Còn những ai thuộc vùng cấm thì vẫn cứ bòn rút, vẫn cứ làm tiền mà chẳng sợ gì ai. Trường hợp Thượng tá Tô Long, con trai của ông Tô Lâm là một ví dụ. Cậu ấm này đang ở trong tổ kén do bố cậu lập nên, thì cứ ung dung làm kinh tế mà chẳng ai dám đụng đến cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Không ai ngán ai, đại ca tham nhũng, quân thảo quanh giường ông Tổng. Dù mạnh tay, ông Tổng vẫn thất bại. Vào ngày 19 tháng 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.
chống tham nhũng là chiến dịch do chính ông Trọng đã khởi xướng và cầm đầu. Các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh hiện nay đều làm theo mệnh lệnh từ Trung ương, mà cụ thể là từ chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư. Chỉ trong một năm qua đã có đến 2.196 văn bản được các ban chỉ đạo tham mưu ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Điều này chứng tỏ các địa phương chống tham nhũng theo chỉ đạo từ bên trên, chứ họ thì không tự làm được. Đây là đặc trưng của loại nhà nước độc tài. Chuyện gì cũng cần có chỉ đạo mới làm, chứ cấp dưới không dám tự quyết. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cho tổ chức hội nghị rất rình ràng. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà các cấp chỉ cần thực hiện đúng pháp luật. Cấp dưới có thể từ chối nhận chỉ thị từ cấp trên nếu đó là chỉ thị không đúng, là vi phạm pháp luật. Có người nói rằng không biết ông Nguyễn Phú Trọng không còn ngồi ghế quyền lực nữa thì các cơ quan phòng chống tham nhũng địa phương có tự chống tham nhũng tiếp nữa hay không. Trước ngày 1 tháng 2 năm 2013, chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nằm trong tay ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức này thì ông Dũng đã biến nó thành công cụ để bao che cho lợi ích nhóm mà chính ông cầm đầu. Sau khi giành được chức này, ông Nguyễn Phú Trọng đã đốn rất nhiều củi quẳng vào lò. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ đốn củi nhà hàng xóm, còn củi nhà ông vẫn giữ nguyên. Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng giữ chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để bao che cho phe ông, thì sau đó ông Trọng không những bao che cho phe của ông còn dùng nó để đánh vào phe đối thủ. Ông Trung Ngọc Anh thay ông Nguyễn Đức Chung, nhưng cuối cùng có sạch hơn ông Nguyễn Đức Chung đâu. Cho đến nay, có thể nói ông Trọng đã chống tham nhũng có phần thành công, tuy nhiên, đối với việc phòng tham nhũng thì ông Trọng hoàn toàn thất bại. Bằng chứng đó là những quan chức bị ông Trọng đốn thì thay thế họ cũng là một người tham nhũng khác. Đảng Cộng sản không hề trong sạch chút nào, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Ông Nguyễn Thế Thảo phá nát Hà Nội, thay thế ông là Nguyễn Đức Chung thì ông Nguyễn Đức Chung vào tù vì tham nhũng. Thay ông Nguyễn Đức Chung là ông Trung Ngọc Anh thì ông này cũng tiếp tục vào tù vì tham nhũng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ, Lê Hồng Quân gây ra oan khuất ngất trời cho bà con Thủ Thiêm, được thay bằng ông Nguyễn Thành Phong. Và ông Nguyễn Thành Phong thì cũng dính án kỷ luật vì những tiêu cực ông này gây ra khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thể chế này, thể chế vốn không minh bạch nên tạo cơ hội cho các quan chức nấp phía sau bức màn đó đánh chén tài sản của nhân dân. Có thể nói trong giới quan chức Cộng sản thì nhà nhà tham nhũng và người người tham nhũng. Không có khái niệm thanh liêm trong bộ máy chính quyền này. Bởi nếu sống bằng lương thì quan chức cấp huyện, thu nhập còn thua cả thợ hồ. Vậy thì lấy tiền đâu để họ có thể xây biệt phủ, mua xe sang, sắm đồng hồ thị sĩ đắt tiền mà đeo. Ông Nguyễn Thanh Long thay ông Vũ Đức Đam nhưng có sạch hơn ông Vũ Đức Đam, điều này không chứng minh được. Khi làm hội nghị sơ kết, ông Trọng báo cáo, báo chí bật hết công suất, ca ngợi thành quả về phòng chống tham nhũng. Nhiều người thừa nhận ông Trọng chống tham nhũng mạnh tay nhất so với các tổng bí thư trước đây. Nhưng dù mạnh thế nào thì công tác phòng cũng không một chút thành công. Quan trọng là công tác phòng, mà phòng không thành công thì có thế nào bộ máy này cũng không sạch cho được. Như vậy, công tác phòng chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ mang lại tên tuổi cho chính ông, chứ nhân dân chẳng được gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dù mạnh tay, ông Tổng Bí Thư vẫn thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de